Tập 5. Đã nói là tăng giá. Hai thứ này rẻ mạt quá đó. Rẻ cái gì mà rẻ? Hai cái nhẫn đó là đai ốc tháo từ xe mình xuống đấy. Chị hai, mình hỏi cái này và cái này liên quan gì sao? Xe mô tô của Trân Trân lúc trước là của sư phụ. Hai người còn nhớ tôi từng nói năm đó sư phụ cưỡi con mô tô đó một trận thành danh không? Đủ rồi. Ý tôi là chị Lục chắc sẽ có kỷ niệm đặc biệt với cái đai ốc. Nói vậy hai cái đai ốc này cũng có giá trị đó. Làm cái gì đó? Lấy bánh xe làm nến à? Hả? Đây là bánh chịu nhiệt chuyên nghiệp. Mấy đứa có biết đắt cỡ nào không? Vậy sư phụ, thầy thấy có đắt bằng nó không? Làm bậy. Sư phụ, hôm nay chúng ta không kể đến chuyện thầy trò. Bọn em là người từng trải, em hiểu. Hôm đó em cũng không có ý nhìn đâu. Vừa hay lúc đó em cách thầy 20 mét. Em muốn lại gần. Cúc Lý, nói trọng tâm đi. Sư phụ, bọn em cảm thấy chị Lục gian nan quá. Giờ thầy là người thân nhất của chị ấy, thầy phải làm gì đó. Làm càng. Làm càng thì làm càng. Tóm lại em gọi chị Lục rồi. Lát nữa chị ấy tới. Sư phụ, nghe anh Kiều Triết nói năm xưa thầy dùng nó một trận thành danh, tin là hôm nay cũng có thể. Sư phụ, đời người không nhiều cơ hội, thầy hãy nắm bắt đi. Thấy rồi. Năm năm rồi, em luôn chờ giây phút này. Nhưng hôm nay em sẽ không nhận lời đâu. Bởi vì em không phân biệt rõ đây là đồng cảm hay là tình yêu nữa. Dạo này quả thật em gặp rất nhiều chuyện, trở nên rất mềm yếu. Chờ em mạnh mẽ lên sẽ đối mặt với mọi thứ. Cảm ơn anh. Giao Giao, cứ như anh làm tay đua, cái em muốn cũng là một tình yêu thuần túy. Giao Giao, anh chờ em. Phó Chủ tịch Lục, tôi bảo rồi mà. Cút đi.
Hôm qua mình gọi điện rồi mà. Sao anh nói chuyện không khách sáo gì hết vậy? Tôi khách sáo gì với cậu? Tôi khách sáo gì với cậu? Làm gì thế? Hả? Giờ biết khách sáo chưa? Biết Hâm Bảo chúng tôi nổi cỡ nào không? Giỏi cỡ nào không? Các người lợi hại như thế, các người tìm tôi làm gì? Lái mô tô. Tôi thích. Mọi người xem, Lục Phong tìm được một tên tiểu thịt tươi lập đội đua. Anh ta điên rồi à? Anh ta nên sớm biết mình không làm được nữa chứ, còn làm phó chủ tịch lục hiệp hội đua xe gì đó nữa. Đúng vậy, còn thịt tươi, tiểu thịt tươi này không tươi bằng anh Kiều Triết. Nhưng nhìn kỹ lại, hình như tươi hơn anh một chút đấy. Không đúng. Sư phụ, Lục Phong tự xưng là tay đua. Có phải là còn 10 ngày nữa cuộc thi bắt đầu? Từ khúc cua 1 tới khúc cua 2, cua xong lên số 3. Được, khi xe đi đường thẳng thì lên đất. Đúng. Nhìn về phía trước, chú ý khúc cua 1. Lúc khúc cua thì giảm đất nhỏm vậy. Lục Phong, Tiểu Phong, cậu muốn làm gì? Hai ngày nay tôi suy ngẫm lại, do tôi quá trọng tình nghĩa nên mới ra nông nỗi này. Vậy nên giờ tôi muốn sửa đổi, không do dự nhiều như vậy nữa. Hai con đường, hoặc là các người rút, hoặc là ân oán nhà họ Lục và nhà họ Trân bắt đầu ở đường đua, sẽ kết thúc ở đường đua. Em không đồng ý. Em hiểu anh em nhất. Giờ anh ấy mất trí rồi. Chuyện anh ấy nói chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi cũng không đồng ý. Tôi đã hứa với mẹ em bảo vệ em thật tốt. Chúng ta không thể mạo hiểm. Tôi cũng không đồng ý, bởi vì đây không phải là trận đấu thật sự. Mình... Cảm ơn mọi người. Em biết chắc chắn mọi người sẽ không đồng ý, nhưng lần này em muốn đi. Hồi nhỏ anh trai ôm em lên mô tô, em đã biết mô tô là gì. Em tìm được niềm vui trong đời. Sau đó anh gặp sự cố, gia đình cũng có những thay đổi, nhưng em thấy mẹ và anh vẫn cố gắng sống. Lần này em muốn đứng ra, em muốn làm chính mình, em muốn thành tay đua thực thụ, em muốn lên đường đua, em muốn lên đường đua để bản thân thực sự biết được tay đua rốt cuộc là gì.
Lần này mình không phản đối. Mình chỉ cảm thấy làm bản thân thật tốt. Tôi đồng ý. Phu nhân, sao hôm nay cậu giúp mình? Đâu phải mình giúp cậu, mình đang giúp bản thân mình. Hả? Trần Chân, cậu biết không, lòng người thật sự phức tạp lắm. Lấy mẹ cậu ra nói, cô đó, lúc trước với mô tô là thế này, bây giờ là thế này. Còn mình, từ nhỏ đã tìm thấy thứ gì hay ho, cứ bám theo sau anh Kiều Triết vào đội đua, làm thợ máy. Bạn bè chỉ có mỗi mình cậu, toàn nghĩ việc giúp cậu. Nhưng hôm nay mình muốn giúp bản thân một lần. Hình như mình hiểu ra tại sao bố đặt tên mình là Cúc Lý. Có lẽ là muốn mình giống như bà Marie Curie, tìm chân lý, xây dựng chân lý từ cái tầm thường, mà mình đã tìm ra ước mơ của mình. Mình thực sự muốn làm một kỹ sư cơ khí. Mình muốn có một đội đua riêng. Những thứ này đều là anh Kiều Triết khơi gợi cho cậu sao? Là anh Đồ Tể. Không kịp rồi, tôi có một chuyện rất quan trọng phải nói với em. Lục Phong quyết định tự mình ra thi, giết chết Trần Trần trên đường đua. Tin này vô cùng chính xác. Nói với đội đua của em, tuyệt đối đừng thi. Tôi chỉ giúp được em tới đây thôi. Anh Đồ Tể, sao anh lại giúp tôi? Tôi tốt bụng vậy đấy. Là em khiến tôi tìm lại bản thân. Tìm lại được bản thân thật tốt. Anh Đồ Tể, anh tốt bụng quá. Anh Đồ Tể, anh Đồ Tể đó. Lên xe. Anh làm gì thế? Người ta là Hâm Bảo đó. Bây giờ vệ sĩ của cậu không ở đây, Nham Tổng cũng không ở đây. Ai còn gọi cậu là Hâm Bảo? Thì tại anh đó. Vì anh muốn giết người. Ai nói với cậu đó là giết người? Đó là sự cố. Giả lại, trên đường đua, mỗi ngày đều có thể xảy ra sự cố. Mỗi người đều có thể gặp sự cố. Hiểu chưa? Đồ Tể, dạy cậu ta đi. Nè, cầm giúp tôi. Đỡ lấy. Giơ cao lên. Cao lên nữa. Xử xong rồi. Xử xong rồi, bắt đầu. Chào các bạn, kiều bào nước ngoài, đồng bào Hồng Kông, Macau. Đã lâu không gặp. Bây giờ tôi đang livestream cho mọi người. Hậu trường độc quyền, giải đấu mô tô nhất quyết phải tham gia.
Bây giờ xin long trọng giới thiệu với mọi người, ở đây là bạn thân của tôi Trân Trân, cũng là cô nàng shipper mọi người đã quen mặt trải qua cố gắng không ngừng nghỉ. Cuối cùng cậu ấy đã thành tay đua nữ đẳng cấp ưu tú có thực lực trong nước. Điều đáng mừng hơn, giải đấu mô tô này cậu ấy là tuyển thủ hạt giống cho chức quán quân. Mọi người cổ vũ nào. Trong trận đấu này chúng tôi sẽ gặp đối thủ mạnh, nhưng chúng tôi quyết không bỏ cuộc. Tại vì sao? Nói anh biết Lục Phong, dù anh có nham hiểm xảo trá cỡ nào, có bao nhiêu chiêu bẩn đi nữa, chúng tôi cũng quyết không bỏ thi. Vì chúng tôi là đội đua thiên thời. Sự lương thiện xuyên qua mọi thứ. Cô nàng shipper dẫn đội đua thiên thời dũng cảm nghênh chiến. Đường đua mô tô bị lộ chiêu trò bẩn động trời. Phó chủ tịch Lục Phong, hiệp hội đua xe là kẻ đứng sau. Cổ phiếu nham technology rớt giá mạnh. Hình tượng Lục Phong sụp đổ. Đội đua thiên thời. Vào 3 ra 4. Ba lùi 1. Khúc cua 1. Vào 3 ra 4. Đội đua thiên thời. Chào anh Kiều. Chào, có anh Kiều đó không? Có anh Kiều đây. Anh Kiều chờ lát, tôi bảo anh Kiều nói với anh. Chào anh Kiều. Chào anh Kiều. Anh Kiều, tôi nghe nói chuyện đội đua của anh rồi. Lục Phong đúng là chả ra gì, nhưng mà tôi tin chắc chắn sẽ có rất nhiều người giúp đỡ được mọi người. Chúc mọi người có thành tích tốt, cố lên nhé. Cảm ơn anh Kiều. Không có gì, tạm biệt. Tạm biệt. Cố lên, cố lên. Lục Phong, cút đi.
因为世界正等着你去穿过，一切是那么的真实，就在你拧下油门的那一刻。Không sợ hãi. Một trường đua tốc độ. Xin chào, có ai không? Cô nàng shipper à? Giờ tôi đang xem livestream của cô. Cô giỏi quá, tôi ủng hộ cô. Đánh giá 5 sao luôn. Không muốn buông tay là sự cố chấp hay tôn nghiêm. Không muốn chiều theo là can đảm hay là dương miệng. Sự quật cường từ trong xương tủy. Không ngừng tiến bước là điên dại hay là niềm tin. Khuôn mặt bất kham là sự thẳng thắn. Không phải tháng năm hằn lên gương mặt này. Trên đời làm gì có lắm công bằng. Đây là một sân chơi dựa vào thực lực. Tuổi trẻ không chỉ có ngang ngược. Em muốn thành tay đua. Em muốn thành tay đua giỏi hơn thầy. Chỉ có ngoan cường trưởng thành